Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Để đánh giá về mức độ cập nhật tin tức trong dàn huấn luyện viên và giám khảo Giáp Việt mùa 2, có lẽ không ai có thể qua mặt được Quang Huy. Lý do là chỉ sau ít phút khi Giáp Việt mùa 2 tìm được ngôi vị quán quân mới, Quang Huy lập tức selfie với Si-chan và có bài đăng trên trang cá nhân. Chúc mừng em Si-chan quán quân, anh sẽ giữ chìa khóa. Em tặng anh và em nhớ em chỉ anh hát như em hứa đó nha, Quang Huy viết trên trang cá nhân. Chưa hết, đi kèm với đó, anh đăng tải một bức hình và một clip hậu trường minh họa thêm cho bài đăng. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng đã thu về lượt bình luận và tương tác khủng. Quang Huy cũng được gọi tên là huấn luyện viên chăm chỉ trên social khi có bài đăng chúc mừng quán quân rất nhanh, thậm chí nhanh hơn cả huấn luyện viên của Si-chan là Kazik. Trước đó, khi được hỏi về cảm xúc sau đêm chung kết, đặc biệt khi học trò Black Ka chỉ giành á quân, nam huấn luyện viên cho hay, thật sự đây là một chặng đường rất dài từ khi Giáp Việt bắt đầu. Quang Huy và Kazik luôn theo dõi và ủng hộ các bước đường của nhau. Quang Huy rất vui mừng khi có thể đồng hành với người bạn thân của mình trên hành trình nhạc Giáp, đặc biệt là 2 năm vừa rồi thông qua Giáp Việt. Thật sự thông qua chương trình đã thúc đẩy sự sáng tạo không chỉ với các huấn luyện viên, giám khảo mà các thí sinh nữa. Phần thưởng chiến thắng ở đây qua mỗi năm nó tích góp trong quy trình làm nhạc hay ho. Riêng Kazik sau khi về sớm có thể vì lý do sức khỏe, nam huấn luyện viên đã đăng tải bài đăng kỷ niệm tình bạn với Quang Huy thay vì chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng cùng học trò. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy người học trò của mình đã làm những điều rất tuyệt vời như thế. Lần thứ hai em gửi lời chào tới tất cả quý vị đã chỉ dành cho các bạn của chúng tôi. Tại sức khỏe em đang không tốt lắm, mà em sẽ ráng tới tỏ chị của mình. Cái cảm xúc em bây giờ đó là em cảm thấy rất là hạnh phúc cho sinh viên cũng như là bản thân em tất cả học trò trong tiền thân. Cái điều còn lại giờ là em cảm thấy em rất thương tất cả các bạn thí sinh cho dù không làm có tên em. Bởi vì các bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là khắc nghiệt và cam go. Chúng ta chỉ xem chương trình, chúng ta thấy được tiếng cười, những nỗ lực và những bài tìm kiếm hay. Nhưng thật sự chúng ta đôi khi quên thì chúng ta không biết nào biết được đằng sau cái hành trình đó. Những cái nụ cười, những cái bài hát hay đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ nhiều đêm liền. Các bạn phải bắt học ra suy nghĩ và tạo nên những cái bài tiết mục thật sự để là những cái dấu ấn trong lòng khán giả. Dù nó chỉ rất là nhỏ thôi. Và hôm nay em cảm thấy là sau khi các bạn chỉ cung kết hai lần đó và kết thúc, em cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và không chỉ mà tất cả các huấn luyện viên, cả các giám khảo, tất cả bạn thí sinh cũng vậy. Cảm ơn bạn. Sở dĩ mà tôi hỏi. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.